Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Trên tay mình đây đang là Memo, một nhà nước hoa Pháp. Và mùi hương mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay là Inlay, một mùi hương có chủ đạo là hoa mộc. Và đây cũng là một cái video chuẩn bị cho lít nước hoa mùa hè ở phân khúc cao dành cho nữ, mà mình sẽ ra tầm tháng 6 đến tháng 7 sắp tới, để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Và đây cũng là một trong những mùi mà mình rất ưng ý, thế nên nó sẽ ở trong một video riêng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về nhà Memo cũng như là mùi hương Inlay này nhé. Thương hiệu Memo thì có xuất thân từ Pháp và nó được ra mắt vào năm 2007 bởi Clara. Tên đầy đủ của bà thì mình sẽ để phía dưới để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thêm. Và có một cái điều đó chính là Clara thì không phải là một perfumer, cũng như là không phải là một người hoạt động trong lĩnh vực mùi hương, mà bà lại là một người viết sách và cho ra những cái ấn phẩm sách rất là đặc biệt. Bên cạnh đó thì bà còn có những cái trải nghiệm trong những chuyến đi du lịch khác nhau. Vì thế thì vào năm 2007 bà đã quyết tâm cho ra một thương hiệu nước hoa để có thể tái hiện lại không gian những cái nơi bà đến và những cái trải nghiệm về cảm xúc bằng mùi hương. Và cái việc mà bà có thể hiện thực hóa được giấc mơ đó thì bà đã hợp tác với Alienor, là một trong những perfumer cũng rất nổi tiếng. Hai bên cùng nhau hợp tác và trao đổi để có thể chuyển hóa những cái trải nghiệm, những cái ký ức của bà trong những cái chuyến đi du lịch để thể hiện bằng mùi hương. Và nhắc tới cái thương hiệu Memo ở Việt Nam thì có lẽ chúng ta có rất nhiều những cái mùi hương mà cách đây còn tầm 2-3 năm chúng ta có thể được nghe tới. Thí dụ như là Winter Ballet là một trong những cái mùi trà cũng rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì bộ sưu tập về da thuộc gồm rất nhiều mùi da khác nhau đều được làm bởi perfumer Alienor. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ hay ho và thú vị. Và mỗi khi nhắc tới Memo thì mình luôn khuyến khích các bạn, đó là hãy thử bộ sưu tập da thuộc đi. Tại vì chỉ với một cái nhóm hương đó là da thuộc thôi thì Alienor đã cho ra rất nhiều sáng tạo với rất nhiều khía cạnh khác nhau. Và nếu như bạn đam mê về da thuộc thì bắt buộc mình nói thật là must try, hoàn toàn phải thử. Đó. Và Alienor thì cũng là một chuyên gia nước hoa rất lâu đời. Bà cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Ban đầu thì bà được học ở trong một cái trường lớp rất là bài bản. Sau đó thì mình nhớ không nhầm thì bà có ra làm việc tại Firmenich. Và đến năm 2016 thì bà đã quay trở lại làm việc tại Symrise. Và cũng đã có một cái thời gian hoạt động. Ngoài cái việc làm mùi hương cho Memo thì bà còn làm cho thương hiệu Liss, thương hiệu mình nhớ không nhầm là hình như cũng Chloe, và cũng có rất nhiều sáng tạo đình đám. Vì thế thì đây cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong thế giới nước hoa. Và nếu như được thử qua Memo rồi, chắc chắn là các bạn cũng sẽ rất ấn tượng. Ngoài ra thì bà còn được 3 lần trao giải thưởng bởi Fragrance Foundation Award. Đây cũng là một trong những cái giải thưởng rất là danh giá trong cái lĩnh vực làm hương. Và bật mí dành cho bạn nào mà có đam mê về mùi hương Vanilla thì đây cũng là nhóm hương yêu thích của bà. Là với những người mà có đam mê về những nhóm hương Vanilla thì chắc chắn là sáng tạo của họ chắc chắn là cũng rất mượt mà, để cho các bạn đi tìm kiếm nhá. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là Inlay. Vâng, Inlay là một trong 4 mùi hương được ra mắt đầu tiên của nhà Memo khi họ ra mắt tới thị trường. Và Inlay thì là mùi hương mà được tái hiện lại tại một cái trải nghiệm trong chuyến đi du lịch đến một cái hồ nước ngọt ở bang Sen của Myanmar. Và cái hồ nước ngọt có cái tên Inlay này thì nó là một cái hồ nước ngọt rất là rộng, và để đi vào đó ấy, thì có một con đường nhỏ và các bạn phải đi bằng thuyền hoặc là bằng những cái đò. Thì cái này mình sẽ lấy thêm những cái hình ảnh tư liệu để các bạn có thể cho vào để các bạn hình dung ra được. Và trên cái con đường mà đi di chuyển vào cái hồ này thì hai bên đó là những cái nhà nổi làm bằng tre nứa gỗ của những người dân sinh sống quanh đây. Và Inlay cũng là một trong những nơi khuyến khích du lịch, những cái điểm mà các bạn phải tới, như kiểu là Lăng Bác, như kiểu là Hồ Tây ở Myanmar vậy. Đó. Và ở đây thì mặc dù là một nơi mà người ta rất là recommend mỗi khi du lịch Myanmar, nhưng cái vấn đề là đất nước họ cũng chưa thực sự quá phát triển. Và cái bên cạnh đó thì cái hồ nước ngọt này thì cái
địa điểm nó cũng khá là khó khăn để phát triển mảng du lịch, nên là cái cảnh quan ở đây thì nó rất gần gũi với thiên nhiên, có phần rất là hoang sơ, giữ được một cái sự yên bình. Vì thế thì cái mùi hương của Ile này chắc chắn là các bạn cũng có thể hình dung ra được một phần nào đó và cái mà Ile thể hiện ở trong sáng tạo lần này. Một cái mùi hương mà nói rằng là ngửi đầu vòi thôi thì mê vãi luôn. Rồi tiếp tới thì cái mà chúng ta sẽ nói tới ở đây đó chính là về phần thiết kế của chai nước hoa này. Thực ra thì Ile mà mình đang cầm ở trên tay đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đó, nó có một cái điều đó chính là chai này, cái packaging này là một cái packaging hoàn toàn khác so với những cái mà mình được cầm trước đây rồi. Tại vì Ile thì ra mắt rất là lâu rồi, từ những thời điểm đầu tiên nó là năm 2007. Và trước đây thì mình nhớ là cái tem của nó thì là một cái tem màu vàng cơ. Và kể cả cái phần hộp của chai nước hoa này nó cũng đã có một cái thời gian đổi sang hộp nhung rồi. Mình thì mình, đây là một chai mà mình chỉ nhận mỗi chai không thôi. Đa phần những hộp nước hoa thì mình đều vứt hết đi. Tại vì các bạn biết rồi, cái kệ của nhà mình thì không thể nào mà để cả hộp lên, không biết tôi để hộp thì tôi không biết là có khi phải thuê thêm một cái nhà nữa để nếu mà giữ lại hộp ấy. Vì thế thì cái này thì rất là mong những bạn nào cũng là một seller nước hoa, các bạn cũng đã xem hoặc là các bạn đang sở hữu cái chai nước hoa Ile bản cũ cũng như là bản mới, thì các bạn có thể comment để cho mọi người có thêm cái thông tin về cái phần vỏ hộp của chai nước hoa này nhá. Còn cái sự thay đổi thì mình nhớ không nhận chính xác lắm, hình như là chắc là cũng mới thôi. Cái sự thay đổi về cái này đây, các bạn có thể nhìn thấy. Về thiết kế thì đây là một cái miếng tem, một cái miếng sắt nhá, mạ vàng. Và ở phía trước thì họ có một cái là cái những cái hình đám mây. Những cái hình đám mây này trông nó khá là hoạt hình, nó làm mình nhớ tới những cái game mà mình hồi bé chơi những cái năm kiểu 96, 97 điện tử 4 nút ấy. Thì cái hoạt hình của cái game này nó kiểu cái hình vẽ mây này nó rất là cute, đáng yêu, Doraemon, kiểu Rambo lùn nhá, thứ không Rambo lùn thì xịn hơn này. Kiểu cái game 99 trong 1 ấy, những cái game băng ấy. Đó. Và cái phần nắp của chai nước hoa này thì nó thật là tôi thấy cái phần nắp này trông nó hơi buồn cười, mặc dù nó cũng có phần hơi nặng một tí. Đậy vào thì khá là kín. Đây, các bạn có thể cầm chai nước hoa này. Đây là tôi để dưới cho chắc thôi. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể cầm như này, rất ok. Những cái sáng tạo của nhà này thì nó tùy bộ sưu tập, có những bộ thì có những cái màu khác nhau và những cái tem khác nhau. Đây là mùi của Janat, cũng là một trong những cái mùi rất là nổi tiếng. Đó. Và phần thủy tinh thì là phần thủy tinh trong nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy. Cái mà tôi không thích ở chai nước hoa này, các bạn biết là gì không? Đó chính là cái phần vòi xịt. Thực sự thì cái vòi này ấy, cái độ nước hoa ra ở cái dui nó ra thì khá là ok, nhưng mà cái độ rộng của cái vòi này nó không đủ. Và mỗi khi mình xịt ấy, thì mình phải để xa hơn bình thường khá là nhiều. Nếu mà để sát ấy, thì cảm giác là nó bị bẹt vào một chỗ và nó rất là lâu khô. Thì đây là một cái điểm trừ thôi khi mà tôi trải nghiệm cái mùi hương Ile của Memo ấy. Kể cả con Janat cũng thế, nó cũng mang tới tôi một cái trải nghiệm. Tóm lại là cái phần vòi xịt thì tôi không được ưng cho lắm. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến phần quan trọng nhất, đó chính là về phần mùi hương. Mùi hương của em nó như thế nào? Tôi vừa xịt ở đây, các bạn có thể thấy. Bạn nào mà đã được ngửi mùi hoa mộc ấy, ở ngoài đời sống hàng ngày, thì mình chắc chắn một điều, khi các bạn ngửi Ile này, các bạn không cần đọc nốt hương, các bạn biết ngay đây là mùi hoa mộc. Khi mà cái mùi hương này vừa mới xịt lên không khí hay kể cả chạm lên cái phần da của các bạn ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi hoa mộc rất là ngọt, thơm, ngút ngát. Cái nét ngọt ở đây thì các bạn cũng không phải lo là hơi hướng ngọt theo hướng vani đâu, mà chỉ đơn giản là một cái mùi hoa thôi. Và cảm giác ngay cái phần top nốt ấy của chai nước hoa này thì Ile đã mang tới một cái sự đầy đặn, dày, và như mình nói đó là sự thơm kiểu ngút ngát, nồng nàn luôn. Và nó không tạo một cái cảm giác kiểu bẽo nhẽo, kiểu hời hợt, mà có những cái mùi hương mà mình khi mà mình hoa mình xịt lên da mình có cảm giác là ủi con này chắc chỉ sống trên da mình 2-3 tiếng thôi. Nhưng mà với Ile thì khi mà vừa mình chạm ra, đưa tay lên mũi ngửi thì nó giống hệt các bạn đang dúi mũi vào những cái chùm hoa mộc. Và nếu như các bạn để ý nhá, các bạn để ngửi lâu quá thì đôi khi các bạn say. Thế là riêng ở phần top nốt ấy, thì chai nước hoa này nó còn tạo nên cho các bạn một cảm giác rất chân thật. Và nếu như tinh mũi thêm một xíu nữa, các bạn cũng sẽ có thể thấy rằng ở Ile nó có một chút hơi xanh nhựa nhựa
của những cái lá của hoa mộc xuất hiện ở trong này. Thì toàn bộ cái mùi hương này nó tạo nên cho mình đúng kiểu mặc dù là ở Hà Nội thì cũng khá là khó kiếm về hoa mộc, ở phải về cái những cái vùng như ở Ninh Bình thì đến mùa mới có, thì mình đã được từng ngửi rồi và mình nhớ mãi, và mỗi khi ngửi lại Inle thì mình đúng kiểu cảm giác nó đang xuất hiện những cái chùm hoa mộc ngay trước mặt vậy. Bạn nào mà có từng trải nghiệm qua thì mà các bạn yêu thích cái mùi hương đấy thì khuyến khích các bạn nên thử. Và sau khoảng tầm 15 phút thôi thì cái mùi nhựa hơi xanh xanh nó sẽ dịu bớt xuống. Các bạn sẽ nhận thấy một cái vibe cực kỳ đặc trưng của hoa mộc, đó là mỗi khi nhắc tới hoa mộc thì mình luôn nói là cái cảm giác mơ đào với một chút trà. Thì ở đây nó sẽ lên một cái mùi những cái quả đào to đùng, của giống kiểu mẹ mình hay gọi kiểu đào Trung Quốc ấy, to xong rồi kiểu đào tiên ấy, và nó sẽ rất ngọt, chín, căng mọng, chảy nước ra, cắn phát kiểu đẫm nước. Thì cái vị của nó mà các bạn cắn những quả đào thế nào thì ở cái mùi hương này nó sẽ thể hiện đúng được cái vai như vậy. Và gần như cái vai hoa ban đầu là nó sẽ đi hết và sẽ chỉ lên một cái mùi của những quả đào chín thôi. Và cái nét này nó sẽ kéo dài ở trên da mình đâu đó khoảng tầm 3 tiếng cho đến 4 tiếng. Và dần dần nó trở thành khi mà dry down và mùi nó khô hết nhẹ dần ở trên da, thì nó lại làm mình nghĩ tới những cái quả đào xanh. Khi mà cái những cái quả đào kia nó đang tua ngược lại quá trình, sẽ là những cái quả đào xanh có phần phần thịt nó giòn và ở ngoài nó hơi xanh xanh một chút. Thì em này nó dry down, nó sẽ lên những quả kiểu đào lông xanh giòn giòn. Thì mùi hương này ở trên da mình khi dry down nó lên như vậy, rất là dễ hình dung đúng không? Ban đầu là một mùi hoa mộc rất chân thật, rất nồng nàn, ngút ngát, ngửi lâu loanh quanh bị say. Nhưng mà ở khoảng giữa nó lên mùi đào chín rất là mềm, đẫm nước. Còn khi mà dry down nó lại lên một cái mùi đào xanh giòn giòn. Phải nói rằng là đây là một cái mùi hương cực kỳ ấn tượng. Nhưng mà chỉ có một điều là tôi thấy mùi hương này nó có phần hơi nữ tính thôi. Đặc biệt là ở cái phần giữa ấy, thì nó làm mình nghĩ tới những hình ảnh của những cô gái rất là trẻ trung. Những cô gái không quá là màu nhưng mà lại không hề kiểu nhàm chán, mà sẽ có những cái xu hướng là mặc những chiếc quần jean, những chiếc áo phông trắng sơ vin, những chiếc blazer ở ngoài với những mái tóc xoăn trông rất là hiện đại, rất là thời thượng. Cảm giác có nghĩ tới những cái cô gái kiểu Mỹ hay là kiểu Pháp ấy, mà đeo những cái túi ở những cái túi kiểu quai xong rồi kiểu Hàn Quốc ấy. Tôi cũng không hình dung. À đây, tôi có cái túi đây. Đây tôi treo ở đây luôn. Đây những cái túi này. Đấy. Xong rồi quần jean đi sneaker trắng, áo phông basic trơn thôi, sơ vin và những chiếc áo blazer ở ngoài, hoặc là những cái chiếc áo kiểu vải tweed của nhà Chanel ấy, các kiểu ấy, thì nó sẽ vô cùng hợp với phong cách như vậy. Trông thì rất là thời thượng, rất là tây, và có một cái là kiểu năng động nữa. Vì thế thì đây là một trong những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là chỉ cần bạn có một cái phong cách như vậy và cái độ tuổi thì tôi nghĩ là con này kể cả các bạn đi học cấp 3 các bạn hoàn toàn có thể mặc được, hoặc là các bạn tầm 18 cho đến tầm 25 cho đến 27 tuổi hoàn toàn có thể mặc được em nó. Và cái phần hiệu năng của Inle này ở trên da mình thì nó trung bình khoảng tầm 5 giờ, trung bình khoảng tầm đấy. Hôm nào trời mát mẻ hơn thì nó sẽ được tầm 6 tiếng, còn không thì nó sẽ khoảng tầm 4 tiếng rưỡi cho đến 5 tiếng. Mặc dù mình biết đây là một trong những cái độ lưu hương có phần hơi hạn chế so với những chai nước hoa đắt như Inle của nhà Memo, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã nói chuyện với nhau ở cái phân khúc tầm cao trên 3 đến 4 triệu thì đôi khi cái hiệu năng chưa chắc đã là thứ mà các bạn hướng tới. Một cái mùi hương tốt, hợp phong cách và có thể đặc biệt hơn với đám đông thì cái phần hiệu năng chưa chắc đã là một cái mà các bạn quan tâm nhiều. tôi nói thế thôi chứ tôi biết là nhiều người ngoài kia cũng thích những mùi có hiệu năng tốt lắm. Em này thì nó có một cái độ tỏa tốt trong khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, tầm 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi ban đầu, và sẽ nhẹ dần ở trên da. Và khi mà nó còn tầm 4 tiếng ở trên da thì gần như là nó chỉ là mùi skin scent thôi. Cái này thì phải thống nhất với nhau rõ quan điểm như vậy. Còn mùi hương này thì đối với các bạn nữ, mình nghĩ rằng là kể cả tầm 35 cho đến 40 độ các bạn hoàn toàn có thể mặc được. Các bạn có thể mặc từ đi làm, đi chơi, mọi dịp, kể cả là đi cắm trại hay đi hẹn hò buổi tối, thì đây là một cái mùi hương nó sẽ mang được cái sự đồng nhất về cái phần phong cách như mình vừa nói, để có thể truyền tải tới những người xung quanh Inle của nhà Memo.
và đây cũng là một cái mùi mình rất thích. Nếu như những ông con trai nào cũng thích một cái mùi hoa mộc thì đây cũng là một mùi mà rất recommend thì các bạn. Mặc dù ra mắt rất rất lâu nhưng Inle gần như chả có ai nhắc tới cả. Của nhà Memo, Memo chắc mọi người chỉ nhắc tới Winter Ballet thôi, chả ai nhắc tới Inle cả. Nhưng thực sự nhà này còn rất nhiều mùi hương hay mà mình muốn giới thiệu đến các bạn hơn. Zanat này cũng là một cái mùi hương hoa trắng khá là thú vị. Con này có phần hơi cá tính hơn so với Inle. Inle thì vẫn giữ được cái sự nữ tính cần thiết đủ để các bạn có thể dễ dàng nhận diện cái vai của người phụ nữ đó. Còn Zanat thì hôm nào tôi có dịp thì tôi sẽ làm video sau. Và đây là mùi hương chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong list nước hoa ở phân khúc tầm cao dành cho nữ. Nếu như bạn nữ nào quan tâm, đặc biệt là fan của mơ đào, fan của sự nữ tính, fan của cái sự hiện đại, thì Inle của Memo là mùi phải thử. Ok chưa? Và nếu như thấy video hay hay là đã từng thử qua mùi hương này, rất mong các bạn có thể bình luận ở bên dưới để có thể chia sẻ cảm nhận với những người khác, những người giúp những người ta có thêm góc nhìn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.